Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Derby Manchester trên kênh MyTV Football. Tôi là Mai Linh và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những diễn biến mới nhất từ hai đội bóng hàng đầu thành phố Manchester, nơi mà mỗi quyết định chiến lược, mỗi bản hợp đồng mới đều có thể tạo ra những bước ngoặt không ngờ. Từ sự cam kết của Bruno Fernandes với Manchester United đến những động thái chuyển nhượng đáng chú ý của Manchester City, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị cái nhìn toàn cảnh về tình hình của hai đội bóng. Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới sôi động của Manchester, nơi cuộc đua giành vinh quang chưa bao giờ hạ nhiệt. Bắt đầu với Manchester United, nơi mà Bruno Fernandes vừa khẳng định vị thế và sự trung thành của mình bằng việc ký hợp đồng mới với câu lạc bộ. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Bruno, mà còn là dấu mốc quan trọng đối với Quỷ Đỏ trong việc giữ chân các ngôi sao hàng đầu. Vậy điều gì đã khiến Bruno quyết định gắn bó lâu dài với Manchester United, bất chấp những lời gọi mời hấp dẫn từ Bayern Munich? Tương lai của đội bóng sẽ ra sao với sự cam kết đầy mạnh mẽ này? Hãy cùng khám phá những chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện đầy cảm hứng này. Bruno Fernandes đã chính thức ký hợp đồng mới với Manchester United, khẳng định niềm tin và cam kết mạnh mẽ đối với tương lai của câu lạc bộ. Sau một mùa hè đầy biến động với sự quan tâm từ Bayern Munich, thủ quân của Quỷ Đỏ đã quyết định gắn bó lâu dài với đội bóng mà anh luôn yêu mến. Hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes với 79 bàn thắng và 67 pha kiến tạo sau 234 lần ra sân đã trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại Old Trafford. Anh không chỉ được yêu mến bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi tinh thần chiến đấu và lòng trung thành đối với câu lạc bộ. Những khoảnh khắc đáng nhớ như cú hat-trick và lưới list dẫn dắt đội bóng ra sân tại Old Trafford trong các trận đấu châu Âu hay nâng cúp tại Wembley đều là những minh chứng rõ ràng cho tình yêu và sự cống hiến của Bruno đối với United. Trong buổi họp báo sau khi ký hợp đồng, Bruno chia sẻ: "Tôi sẽ không ký hợp đồng này nếu không tin rằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi tại United vẫn còn ở phía trước." Sau những cuộc thảo luận với ban lãnh đạo và huấn luyện viên, tôi thấy rõ sự quyết tâm của mọi người trong việc chinh phục những danh hiệu lớn cho những năm tới. Giám đốc thể thao Dan Ashworth cũng dành những lời khen dành cho Bruno, nhấn mạnh vai trò quan trọng của anh trong đội hình United. Bruno là hiện thân của những gì cần có để trở thành một cầu thủ của United. Anh luôn duy trì phong độ xuất sắc và là nguồn cảm hứng không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả đội ngũ nhân viên. Chúng tôi rất mong chờ những thành công mà Bruno và toàn đội sẽ mang lại cho câu lạc bộ trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc giữ chân các ngôi sao, Manchester United còn thể hiện sự quyết tâm trong việc xây dựng đội hình tương lai qua một chiến lược chuyển nhượng hoàn toàn mới dưới sự quản lý của Ineos. Thay vì chiêu mộ những cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao, Quỷ Đỏ đã tập trung vào những tài năng trẻ, tất cả đều dưới 26 tuổi, với sự hy vọng tạo nên đội hình vừa mạnh mẽ vừa bền vững. Những bản hợp đồng như Matthijs de Ligt, Nusair Marraoui, Lenny Loro và Joshua Rizzi đã thể hiện rõ ràng chiến lược này. Nhưng liệu đây có phải là bước đi đúng đắn để đưa Manchester United trở lại đỉnh cao? Chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về sự thay đổi chiến lược này. Manchester United đã có một sự thay đổi chiến lược then chốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay dưới sự quản lý của Ineos, với tổng chi tiêu lên tới 156,6 triệu bảng. Điểm đặc biệt và nổi bật nhất trong chiến lược này là việc Quỷ Đỏ tập trung vào việc chiêu mộ các cầu thủ trẻ, tất cả đều dưới 26 tuổi, nhằm xây dựng một đội hình không chỉ mạnh mẽ trong hiện tại mà còn có tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai. Việc đưa về Matthijs de Ligt 25 tuổi và Nusair Marraoui 26 tuổi từ Bayern Munich đã khẳng định rõ ràng định hướng này. Đây là những cầu thủ không chỉ giàu kinh nghiệm ở các giải đấu hàng đầu châu Âu mà còn đang ở độ tuổi có thể cống hiến lâu dài cho câu lạc bộ. Cùng với đó, các tân binh khác như Lenny Loro 19 tuổi và Joshua Rizzi 23 tuổi cũng là những tài năng trẻ đầy triển vọng. Sự thay đổi chiến lược này phản ánh quyết tâm của Manchester United trong việc tránh những sai lầm từ quá khứ, khi họ từng đầu tư vào các cầu thủ đã qua đỉnh cao sự nghiệp như Cristiano Ronaldo hay Casemiro, dẫn đến chịu hiệu quả không như mong muốn. Thay vào đó, Quỷ Đỏ giờ đây đang đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nhằm xây dựng một đội hình bền vững và đủ sức cạnh tranh trong nhiều năm tới. Điểm then chốt trong chiến lược mới này chính là sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn và việc lựa chọn những cầu thủ phù hợp với phong cách và triết lý của huấn luyện viên Erik ten Hag, người đã từng làm việc cùng De Ligt và Marraoui tại Ajax. Đây chính là sự đảm bảo cho một tương lai sáng lạ của Manchester United, nơi câu lạc bộ không chỉ nhắm đến thành công ngắn hạn mà còn xây dựng nền móng vững chắc cho những mùa giải tiếp theo. Trong khi Manchester United đang xây dựng tương lai, thì Manchester City lại đối mặt với những khó khăn hiện tại khi tài năng trẻ Oscar Pope gặp chấn thương ngay trước thềm mùa giải mới. Pope, người đã tỏa sáng trong giai đoạn tiền mùa giải, là một trong những ngôi sao trẻ được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chấn thương của anh đã khiến huấn luyện viên Pep Guardiola phải đau đầu tìm cách xoay sở, đặc biệt khi đội bóng cũng đang thiếu vắng Jack Grealish vì lý do tương tự. Liệu Man City có thể vượt qua khó khăn này và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình? Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo từ nửa xanh thành Manchester. Manchester City đã gặp phải một tổn thất lớn ngay trước thềm khai mạc Premier League khi tài năng trẻ Oscar Pope dính chấn thương trong buổi tập.
Bob, 21 tuổi, là ngôi sao sáng nhất của đội trong giai đoạn tiền mùa giải, gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn chất lượng trong chuyến du đấu tại Mỹ và một pha kiến tạo xuất sắc cho trận Community Shield, nơi Man City vượt qua Manchester United sau loạt sút luân lưu. Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá để ra sân trong trận mở màn tại Stamford Bridge gặp Chelsea, Bob bất ngờ gặp phải chấn thương và sẽ phải ngồi ngoài, điều này đặt ra một thách thức lớn cho huấn luyện viên Pep Guardiola. Theo thông tin ban đầu, Bob bị gãy xương ở chân, nhưng mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn chưa được xác định rõ ràng cho đến khi có kết quả kiểm tra đầy đủ. Man City có thể sẽ gửi Bob tới Barcelona để nhận ý kiến từ chuyên gia ưa thích của câu lạc bộ, nhưng quyết định này vẫn đang chờ đợi. Việc mất Bob sẽ là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Guardiola, đặc biệt là khi Jack Grealish, một cầu thủ chạy cánh khác, cũng đang gặp vấn đề về thể lực sau khi dính chấn thương trước trận Community Shield. Điều này đồng nghĩa với việc Man City có thể thiếu cả hai cầu thủ chạy cánh theo trận đấu đầu tiên của mùa giải. Trong bối cảnh này, Jeremy Doku, người đã ra sân ở Wembley, có thể được trao cơ hội đá chính. Ngoài ra, Bernardo Silva và tân binh Savinho cũng sẵn sàng góp mặt khi cần thiết. Tin tốt cho Man City là Phil Foden cùng với các tuyển thủ Anh như John Stones và Kyle Walker đã trở lại tập luyện trong tuần này, giúp đội bóng có thêm lựa chọn trong đội hình. Guardiola dự kiến sẽ cập nhật thêm thông tin về tình hình của Bob trong buổi họp báo vào thứ Sáu, nơi ông có thể chia sẻ thêm chi tiết về sự vắng mặt đáng tiếc này. Trận mở màn của Man City sẽ là một thử thách lớn khi họ đối đầu với Chelsea, và việc thiếu vắng Bob chắc chắn sẽ là một tổn thất không nhỏ. Không chỉ đối mặt với thách thức về nhân sự, Manchester City còn đang tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng để đảm bảo đội hình đủ mạnh mẽ cho mùa giải mới. Sau khi chia tay Julian Alvarez, City đang nhắm tới những cái tên như Emre Chiere và Bruno Guimaraes để tăng cường sức mạnh. Với điều khoản giải phóng 60 triệu bảng của Emre và mức giá yêu cầu cao từ Newcastle cho Guimaraes, City sẽ phải đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể hoàn tất các thương vụ quan trọng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Sự bổ sung của những ngôi sao này có thể sẽ là chìa khóa giúp Man City chinh phục thêm những danh hiệu trong mùa giải mới. Manchester City đang chuẩn bị cho một mùa hè chuyển nhượng sôi động khi kỳ chuyển nhượng gần đến ngày đóng cửa. Đặc biệt, sau khi bán Julian Alvarez cho Atletico Madrid, Man City có thể sẽ tiếp tục thực hiện thêm các bản hợp đồng để tăng cường đội hình trong mùa giải 24-25. Một trong những mục tiêu mà Man City đang quan tâm là Emre Chiere, ngôi sao của Crystal Palace. Với điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu bảng trong hợp đồng, Eze đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ, bao gồm cả Tottenham. Tuy nhiên, Man City dường như đang cân nhắc việc thực hiện một động thái chính thức cho cầu thủ này trước khi mùa giải khởi tranh. Dù vậy, Eze chỉ là một trong số nhiều lựa chọn mà Man City đang xem xét. Ngoài ra, thông tin về việc Luis Diaz có thể gia nhập Man City đã xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. Dù Guardiola từng quan tâm đến Diaz trước khi anh gia nhập Liverpool vào tháng 1 năm 2022, khả năng cầu thủ này chuyển đến Etihad vào lúc này là rất thấp. Một cầu thủ khác mà Man City vẫn giữ sự quan tâm là Bruno Guimaraes của Newcastle United. Dù Arsenal cũng đang để mắt đến cầu thủ người Brazil này, mức giá yêu cầu cao của Newcastle đã khiến các cuộc đàm phán bị đình trệ. Tuy nhiên, Man City tin rằng Guimaraes vẫn có mong muốn gia nhập họ, dù việc cạnh tranh vị trí với Rodri, một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, có thể khiến anh gặp khó khăn. Với lịch thi đấu dày đặc trong mùa giải, Guardiola cần thêm những cầu thủ chất lượng để đảm bảo độ sâu của đội hình, đặc biệt là ở vị trí số 6 quan trọng. Dù có thể chỉ có thêm một bản hợp đồng nữa trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Man City đang tập trung vào kế hoạch dài hạn với những cầu thủ như Guimaraes, người có thể mang lại sự bổ sung đáng kể cho đội bóng. Và đó là tất cả những thông tin nóng hổi từ cả hai đội bóng thành Manchester trong chương trình Derby Manchester hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng những cập nhật này đã mang đến cho quý vị cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình hiện tại của Manchester United và Manchester City. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong cuộc đua đầy kịch tính này. Tôi là Mai Linh, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số những phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng.